Chiều nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp Đà Nẵng đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và Thành ủy giao, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác năm 2021, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong năm 2021, tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn thành phố giảm so với năm 2020. Trong đó, tin tố giác về tội phạm giảm 205 tin báo và tin kiến nghị khởi tố giảm 116 vụ so với năm 2020. Các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tham nhũng, khiếu kiện dân sự, tranh chấp hành chính đã giảm đáng kể. Công tác kiểm tra xác minh tin báo được thực hiện đúng quy định và vượt tỷ lệ 0,5%. Ban hành quyết định yêu cầu điều tra vượt tỷ lệ 2,8%. Công tác kháng nghị được chú trọng và thực hiện 29 kháng nghị trên các lĩnh vực, nghiệp vụ đã được tòa án cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận 100%. Kháng nghị hình sự, kinh doanh thương mại và thi hành án dân sự. Về trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỷ lệ theo quy định của ngành và không có trường hợp tòa án tuyên không phạm tội, đặc biệt trên cơ sở chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt kịp thời của Thành ủy và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành khởi tố điều tra 12 trên 58 bị can về tội tổ chức môi giới nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và một vụ trên một bị can về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm qua. Trong đó, phải kể đến nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành đã chủ động linh hoạt và sáng tạo thực hiện mục tiêu kép, tăng cường trách nhiệm công tố, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử dứt điểm nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được nhân dân và dư luận đồng tình, nhất là những vụ án do Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo. Mà tôi đánh giá cao, đó là Viện sát hai cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, rồi phối hợp tham mưu giải quyết nhiều vụ án hành chính, kinh doanh thương mại phức tạp, phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật kéo dài nhiều năm và chủ động báo cáo những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực và có những kiến nghị, đề xuất về các biện pháp phòng ngừa. Đây là những cái điểm sáng mà thuộc về cái chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát thông qua công tác thực hành công tố và kiểm sát. Hiện nay Đà Nẵng đang huy động mọi nguồn lực thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, từng bước khôi phục kinh tế, phát triển xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Tình hình vi phạm và tội phạm mặc dù đã giảm về số lượng nhưng lại diễn biến hết sức phức tạp. Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. Tổ chức hoạt động chặt chẽ, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Tình hình khiếu kiện hành chính, tranh chấp dân sự cũng diễn ra càng phức tạp, gây nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, ngành kiểm sát phải luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị, chống phá đảng, nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, hai cấp kiểm sát thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tôi đề nghị Viện sát hai cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 96 của Quốc hội là công chí phải tăng cường và nêu cao được vai trò của Viện Kiểm sát cũng như là kiểm sát viên trong việc kiểm sát giải quyết các cái vụ án dân sự hành chính, kinh doanh thương mại và công tác thi hành án. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng chức vụ cũng như là việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Tôi đề nghị Ban sự đảng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo ra các cái điều kiện để đảm bảo cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các đồng chí chủ động triển khai có hiệu quả đề án ghi âm ghi hình có âm thanh trong tố tụng đã được thành phố phê duyệt. Rồi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa theo yêu cầu của tinh thần tố tụng mới.
Dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng được Chính phủ tặng cờ thi đua cho đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.